大家好，第十一课，bài 11, tương với phần tiếp theo của bài 17, quyển 2. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại lượng từ môn của môn học. Mấn, mấn. Từ này cũng có nghĩa là cửa. Một môn học. Yì mấn cửa. Yì mấn cửa. Hai môn học. Làng mấn cửa. Làng mấn cửa. Mấy môn học. Chỉ mấn cửa. Chỉ mấn cửa. Mary, các bạn có mấy môn học? Má lì, nì mấy yếu chỉ mấn cửa. Má lì, nì mấy yếu chỉ mấn cửa. Bây giờ chỉ có 4 môn học. Hiện tại chỉ có 4 môn học. Hiện tại chỉ có 4 môn học. Bây giờ là từ tổng hợp, hãy nghe và nhắc lại. Dung hợp. Dung. Dung. Hợp. Hợp. Dung hợp. Dung hợp. Môn tổng hợp. Dung hợp cơ. Dung hợp cơ. Hôm nay không có môn tổng hợp. Hôm nay không có môn tổng hợp. Hôm nay không có môn tổng hợp. Ngày mai chỉ có môn tổng hợp. Mình thiên chỉ có môn tổng hợp. Mình thiên chỉ có môn tổng hợp. Bây giờ là từ khẩu ngữ. Khẩu ngữ. Khẩu. Khẩu. Ngữ. Ngữ. Khẩu ngữ. Khẩu ngữ. Môn khẩu ngữ. Khẩu ngữ khờ. Khẩu ngữ khờ. Khẩu ngữ của mình không tốt. 我的口语不好. 我的口语不好. Khẩu ngữ của mình còn chưa được, nguyên văn là mình của khẩu ngữ còn không được. 我的口语还不行. 我的口语还不行. Môn tổng hợp và môn khẩu ngữ. Dung hợp cơ và khẩu ngữ cơ. Dung hợp cơ và khẩu ngữ cơ. Bây giờ là từ năng lực nghe, chỉ môn nghe, thính lực. Thính lý. Thính lý. Lực nghe của mình cũng không tốt. 我的听力也不好. 我的听力也不好. Môn nghe. Thính lý cơ. Thính lý cơ. Hôm nay và mai đều có môn nghe. 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 Môn tổng hợp, môn khẩu ngữ và môn nghe. Tổng hợp khóa, khẩu ngữ khóa và thính lý khóa.
综合课、口语课和听力课。Bây giờ là từ đọc hiểu. Yue tú. Yue. Yue. Tú. Tú. Yue tú. Yue tú. Môn đọc hiểu. Yue tú khờ. Yue tú khờ. Luyện tập đọc hiểu. Luyện tập yue tú. Luyện tập yue tú. Hôm nay và mai đều không có tiết đọc hiểu. Hôm nay và mai đều không có tiết đọc hiểu. Hôm nay và mai đều không có tiết đọc hiểu. Môn tổng hợp, môn khẩu ngữ, môn nghe và môn đọc hiểu. Tổng hợp khờ, khẩu ngữ khờ, thính lý khờ và yue tú khờ. Tổng hợp khờ, khẩu ngữ khờ, thính lý khờ và yue tú khờ. Hãy hỏi lại, Mary, các bạn có mấy môn học? Má lì, nì mấy yếu chỉ mấn khở. Má lì, nì mấy yếu chỉ mấn khở. Bây giờ chỉ có 4 môn học. Hiện tại chỉ có 4 môn khở. Môn tổng hợp, môn khẩu ngữ. Tổng hợp khờ, khẩu ngữ khờ. Tổng hợp khờ, khẩu ngữ khờ. Môn nghe và môn đọc hiểu. Thính lý khờ và yue tú khờ. Thính lý khờ và yue tú khờ. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi rút tiền. Chủy chủy chén. Mì sợi. Miễn thiếu. Tổng cộng 16 tệ 5 hào. Ý cùng 16 khoai 5 máu. Lý Sương Hạo. Lý Trang Hạo. Trước tiên giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Tương đối dễ, dễ hơn. Bí chào rúng ý. Cái đen, đồ đen. Hơi đỏ. Trong vali. Xiang zi li. Một cái ô. Yi ba yu sản. Lâu lắm không gặp. Hao qiu bu jian. Đồ xanh lam, cái xanh lam. Lán de. Đại phu. Đại phu. Một công ty ngoại thương. Yi jia wài mǎo gōng sī. Bây giờ đi cùng với mình, bây giờ theo mình cùng đi. Xiàn zài gēn wǒ yī qǐ qù. Ôn tập bài khóa, học trước từ mới. Phụ xí khờ vấn, yu xí sân xứ. Nói chuyện với bạn bè.
跟朋友聊天。Phim điện ảnh và phim truyền hình. 电影和电视剧。Chính là đang nghe nhạc đấy. 正在听音乐呢。Đang nghe game bài khóa mà. 正听课文录音呢。Cùng đi hiệu sách. 一起去商店。Muốn mua một quyển. 想买一本。Ngồi xe quá chật, đi xe quá chật. 坐车太挤。Lái xe đi cũng được, chỉ lái xe máy xe đạp. 骑车去也行。Có mấy môn học? 有几门课? Môn tổng hợp, môn khẩu ngữ, môn nghe nói và môn đọc hiểu. Tổng hợp课, khẩu ngữ课, thính lực课和阅读课.